Hello everyone. Today I will make pomelo salad. Hello, hello. Mình xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ một món đó là gỏi bưởi tôm. Và bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp với mình để mình thực hiện nha. Okay, here. I will peel pomelo and need 400 grams and need 250 grams of shrimp. Then peel and boil a big jalapeno about 60 grams. And the radish, so I need only 100 grams. Rồi đây mình có cái nguyên liệu của nó. Quả bưởi thì mình lột ra chỉ cần 400 gram thôi. Tôm thì 250 gram. Và Milly đã bóc vỏ và bóc cái chỉ trên lưng sợi chỉ. Bóc sạch, rửa sạch và đã luộc chín rồi nhá. Và có quả ớt, mẻ, jalapeno là 60 gram. Đấy. Và củ cải trắng. Tí nữa Milly bào ra chỉ cần 100 gram thôi. Ngoài ra mình còn rau mùi, rau thơm nữa nhé. Nếu quý vị có cà rốt bào vô thì cái màu sẽ được đẹp hơn. Nhưng mà Milly không có cà rốt hiện tại. Đây thì nhà có gì làm đấy nha. Ok, bây giờ mình đi gọt bưởi trước tiên. Đấy, tôm mình đã luộc sẵn rồi. Nếu các bạn có bực khô nướng lên, mình xé nhỏ cho vào cũng được này. Hoặc là thịt ba rọi này. Mình có thể thêm những gì mình thích nhé. Còn bây giờ nhà Milly có gì thì Milly sẽ làm đó. Hôm nay Milly sẽ làm gỏi bưởi tôm. Okay, now I'm gonna shred the radish. Okay, I'll repeal. Củ cải trắng mình đã gọt bỏ rửa sạch rồi này. Bây giờ mình chỉ cần bào sợi. Milly bào sợi xong rồi cho tí xíu muối vô ha. Okay, that's it. Nửa thì cà phê muối thôi. Cho nó ướp chút xíu mà mình mang đi xả nước nhé. Mix well and let it sit about 10 minutes then rinse and drain. Okay? Sau 10 phút mình mang đi xả nước và bắt cho khô. Prepare to cook the sauce mixture. 5 tablespoons of sugar. Và bây giờ mình chuẩn bị nấu nước sốt nha. 5 muỗng canh đường cát và nước mắm nhỉ 3 muỗng canh. 3 tablespoons of fish sauce. I'm gonna cook. Bring to boil. Okay? Bây giờ nước mắm đường mình đã cho vào nồi. Bây giờ mình mang đi đun sôi ha. Mang đun sôi và để nguội. Sau đó mình mới cho tỏi ớt và nước cốt chanh. Rồi, đã sôi rồi các bạn này. Bây giờ tắt bếp nhé. Ok, it's boiling. I turn up the stove. Let it cool, then add chili and lime juice and chopped garlic. Ok. So after you peel the pomelo, now this is the inside of the pomelo. I'm gonna peel again. Đây, bưởi sau khi mình lột vỏ xong và mình dùng cái thịt bưởi và mình bẻ từng miếng nhỏ như này. Đấy, để tí mình trộn gỏi nha. Now after the peel and then we're gonna separate like this. Little pieces like this, not too small though. Okay. See? Đây, 400 gram thịt bưởi mình đã lột xong và bẻ ra nhỏ như thế này. Okay, we're done. Now we add the shrimp. Đây, bây giờ mình cho tôm vô. And this is the radish. It has been rinsed and squeezed to drain. Đây là củ cải. Sau khi mình cho muối vào, muối một tí xíu, khoảng 10 phút rồi mình mang xả cho thật sạch và vắt khô nhé. Đây là ớt mẻ này, jalapeno. And cho tí ớt sừng. Sauce mixture after cooling. Now I'm gonna add the chopped garlic. Rồi nước mắm sau khi nấu xong để nguội. Rồi bây giờ mình cho tỏi băm và ớt xay hoặc ớt băm nhé. Cái này ớt này cay lắm. Mày mình lấy không có dám cho nhiều. Ít thôi. Bạn nào ăn cay được thì cho nhiều. This is the chili, hot pepper. And lemon juice or lime juice, okay? Đây là nước cốt chanh. Mắm mình nấu nó đặc đặc như vậy, mình trộn gỏi nó mới ngon các bạn nhé. Mắm này không có cho nước, chỉ có nước mắm và đường thôi. You see, it's kind of thick, the fish sauce and sugar, no water in here. And now we're gonna mix in here.
Rồi bây giờ mình cho nước mắm vô gỏi, mình trộn ha. Các bạn nhớ nếm lại nước sốt cho vừa khẩu vị gia đình mình trước khi mình trộn gỏi nhé. Đấy, trộn lên và cho ra dĩa thôi. Rất là dễ. Dễ làm đấy các bạn. Không có gì khó hết đó. Very easy to make it. It's not hard at all, okay? Rồi. Okay, so after mix well, then let me pour it out to the plate. Bây giờ mình cho nó làm cái gì ha. Okay, here we go. It was decorated. Wow, looks gorgeous, right? See? Rồi cái dĩa gỏi bưởi mình đã trang trí một tí, nhìn rất là đẹp mắt. Đấy, hấp dẫn chưa? Ok, mình chúc các bạn làm thành công nhé. Rất là dễ làm các bạn ơi. Mình hãy làm thử ăn nhé. Rất là ngon và dễ làm nữa. Ok, và bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Nếu các bạn thấy cái video, xin nhấn cho Millie một like, share và subscribe nha, để mà cập nhật video mới. Ok. Alright. Thanks for watching. If you like the video, please click like, share and subscribe to follow the new videos on next time. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn những video tới. Bye bye.